trải nghiệm chân yến trên máy hấp ủ đa năng. Chào mừng các bạn đã đến với Vina Organic. Hôm nay, hãy cùng Vina Organic trải nghiệm chân yến hạt sen kỹ tử và yến táo tàu hạt chia trên máy hấp ủ đa năng của chúng tôi nhé. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu táo tàu, hạt sen, hạt chia, đường phèn, yến, gừng để tạo ra sản phẩm yến chân thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Tiếp theo, chúng ta sẽ xử lý các nguyên liệu bằng cách thái nhỏ chúng ra. Tiếp đó, các bạn ngâm các nguyên liệu đã xử lý trong nước nóng cho chúng nở ra. Sau đó, các nguyên liệu sẽ được phối trộn với dịch đường và chiếc rót ra hũ. Hũ thủy tinh sẽ giữ cho yến được bảo quản tốt và bảo đảm vệ sinh. Sau khi chiếc rót yến ra hũ, chúng ta sẽ đặt lên khay và cho vào máy hấp ủ đa năng. Máy sử dụng hệ thống gia nhiệt hơi nước giúp đảm bảo quá trình hấp diễn ra liên tục, chính xác và đảm bảo chất lượng yến chân. Khả năng hấp yến chân trên mỗi khay khá lớn, lên đến tối đa bạn có thể hấp là 147 hũ, loại hũ 70ml. Tiết kiệm điện, lượng điện tiêu thụ mỗi giờ chỉ từ 0.2 kW. Vì nhiệt độ được kiểm soát chặt chẽ giúp sản phẩm đầu ra luôn đồng đều về chất lượng, tỷ lệ sai hỏng là rất thấp mà năng suất lại rất cao. Kết thúc quá trình hấp, yến táo tàu hạt chia có màu sắc đặc trưng của đường phèn. Yến hạt sen kỹ tử có màu sắc cam đẹp, phản ánh màu sắc đặc trưng của kỹ tử. Cả hai loại đều có vị ngọt thanh, không gắt và yến nở đồng đều. Bên cạnh chân yến, máy hấp ủ đa năng còn ủ sữa chua, hấp bánh flan, hấp bánh da lợn, rất đa năng phải không nào? Nếu bạn quan tâm đến máy hấp đa năng của chúng tôi, hãy liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.